Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, sự kiện tất cả những cái gì mà diễn biến ở tại Trung Quốc giống như tại Hồng Kông ngày hôm nay là một trong những sự kiện quan trọng đối với giới chức tình báo của Trung Quốc. Lại như ngày hôm qua thì một phi công của Federal Express đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Một phi công của Federal Express đã bị giam giữ ở miền Nam Trung Quốc đang bị điều tra vì nghi ngờ buôn lậu vũ khí và đạn dược. Sau khi phát hiện đạn súng hơi trong hành lý của mình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết hôm thứ Sáu, phi công đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 9 tại Quảng Châu khi trên chuyến bay tới Hồng Kông. Người phát ngôn Gen Sun đã nói, ông cho biết các thanh tra hải quan tìm thấy một hộp chứa 681 viên đạn súng hơi trong túi của mình và phi công đã bị thẩm vấn và được tại ngoại vì nghi ngờ buôn lậu vũ khí và đạn dược. Điều này người ta sợ ông này đến Hồng Kông, ông này là một trong những phi công của công ty FedEx. Và đến Hồng Kông thì trong túi hành lý của ông có tới 681 viên đạn hơi. Thì chắc là như Huyền cũng biết rồi, hiện nay Hồng Kông rất cần nhiều cái viên đạn hơi. Là vì tất cả những người biểu tình quá khích có thể họ sử dụng cái này. Ở đây là một trong những sự kiện mà có thể nói cũng làm cho người ta quan tâm đến rất nhiều. Trong lúc đó thì nếu mà Như Huyền theo dõi tất cả những sự kiện diễn ra ở Washington DC thì Như Huyền sẽ thấy cuộc gặp gỡ của Joe Wang đã là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần lễ vừa qua, phải không thưa Như Huyền? Dạ, Bắc Kinh, Joshua Wang, Tổng thư ký Đảng Chính trị Dân chủ của Hồng Kông đã gặp tuần này với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Nancy Pelosi. Nhiệm vụ của Wang là lúc này sự ủng hộ của Hoa Kỳ cởi mở hơn đối với cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong lãnh thổ Trung Quốc bán tự trị. Nhưng khán giả ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có những tài khoản, có những điều rất khác nhau về chuyến thăm của các phương tiện truyền thông và hàng triệu người theo dõi tin tức về các cuộc họp tương tự trên CGNT chi nhánh toàn cầu của mạng truyền hình nhà nước Trung Quốc đã nghe rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của Hoa Kỳ vào các vấn đề của Hồng Kông. Lẽ nhiên chúng ta nói đến chuyến viếng thăm lịch sử của Joe Wang là một trong những người trẻ đã được bà Nancy Pelosi cùng với tất cả những thành viên của Quốc hội tiếp đãi và thăm hỏi ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Những cái sự kiện này đã có thể, chúng ta nghĩ rằng liệu những sự kiện này có thể thay đổi những gì mà Trung Quốc hiện nay đang không mong muốn hay không? Tiêu đề được đưa ra sau khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Gen Sun phản ứng giận dỗi với chuyến thăm của ông Wang với bà Pelosi và các nhà lãnh đạo quốc hội khác và đã cho biết hôm thứ Tư những hành động này làm suy yếu sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông. Và ông kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, ngừng can thiệp vào vấn đề Hồng Kông dưới mọi hình thức và ngừng thúc đẩy việc xem xét các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Các cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông vượt qua mốc 100 ngày và tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn mặc dù nhà lãnh đạo Carrie Lam do Hồng Kông bổ nhiệm của Bắc Kinh chuyển sang đã chính thức rút từ một dự luật dẫn độ và cho phép cư dân Hồng Kông được gửi đến Trung Quốc đại lục để xét xử. Lại nhìn cái mấu chốt của vấn đề là sự kiện biểu tình bùng nổ sau khi bà Carrie Lam đưa ra một cái dự luật này cho phép cư dân Hồng Kông được gửi đến Trung Quốc đại lục để xét xử. Các cuộc biểu tình bạo lực đã liên tục nổ ra ở tại Hồng Kông. Chính luật đề xuất đó đã gây ra biến động lớn hàng tháng trước và người Hồng Kông coi đó bằng chứng về việc Bắc Kinh cố gắng làm xói mòn mức độ tự trị của lãnh thổ này được Bắc Kinh trả lại cho Trung Quốc sau năm 1997. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái cuộc gặp gỡ của bà Nancy Pelosi và Anne Wong đã làm cho tất cả các những giới chức, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối một cách rất mạnh mẽ vì người ta cho rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại nhiều cái vấn đề rắc rối cho Hồng Kông trong tương lai. Nhưng mà chúng ta nhìn xem về phía những người Việt của chúng ta, đặc biệt là những người Việt ở Mỹ này, họ đã có cái thái độ như thế nào trước cuộc gặp gỡ của Wong đối với tất cả các giới chức dân cử ở tại Washington DC, thưa Như Huyền? Nhiều người Việt Mỹ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nhà hoạt động Hồng Kông khi họ xuất hiện trước Quốc hội Mỹ trong tuần này về vấn đề vận động sự ủng hộ phong trào biểu tình đòi hỏi tự do và dân chủ ở thành phố bán tự trị của Trung Quốc. Và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm 18 tháng 9 tổ chức một cuộc họp báo về các thành viên Hạ viện Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ cùng với Joshua Wong, Dennis Ho và các hoạt động Dân Chủ Hồng Kông khác để ủng hộ đạo luật nhân quyền và Dân Chủ Hồng Kông năm 2019.
Nếu chúng ta không lên tiếng ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc chỉ vì lợi ích thương mại, chúng ta mất hết thẩm quyền đạo đức để lên tiếng cho nhân quyền ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Vì thế, chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông đã thách thức lương tri không chỉ của chính phủ Trung Quốc mà lương tri cho tất cả toàn thế giới. Các ủy ban Quốc hội Mỹ đi theo lịch trình sẽ bắt đầu biểu quyết vào tuần sau về dự luật ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, với những biện pháp đang được xem xét bao gồm việc thẩm duyệt hàng năm tư cách kinh tế đặc biệt của Hồng Kông và việc áp đặt chế tài đối với những ai làm suy yếu quyền tự do dân chủ ở trên lãnh thổ này. Anh Quang năm nay mới có 23 tuổi và là người lãnh đạo phong trào Dù Vàng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2014, đã thu hút sự chú ý nhiều nhất của giới truyền thông trong chuyến đi vận động này. Trong cuộc họp báo, anh tuyên bố những người biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông sẽ tiếp tục một cuộc tranh đấu trong những ngày tháng sắp tới, bất chấp những thách thức ở phía trước. Chúng tôi sẽ sát cánh như một, ông đã tuyên bố như vậy. Chúng tôi sát cánh trong sự đoàn kết, Hồng Kông không bước đi đơn độc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến không cân sức này cho đến ngày chúng tôi hưởng tự do và dân chủ. Đó là lời tuyên bố của một trong những nhà lãnh đạo chính trị trẻ tuổi ở tại Hồng Kông. Sự xuất hiện của anh trước các nhà lập pháp Mỹ cùng những thông điệp dứt khoát của người bạn trẻ từ Hồng Kông đã khơi lên nhiều thiện cảm đối với những người Việt gốc Mỹ ở người Mỹ gốc Việt, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực vận động của anh nhằm cất tiếng nói cho nhiều người dân ở Hồng Kông từ quê nhà. Joe Kong đã vận động cho một tư thế rất là hiên ngang. Nancy Nguyễn, một trong những nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi ở California, đã chia sẻ, gong ước muốn nước Mỹ đứng về phía Hồng Kông trong cuộc đấu tranh này không phải với tư cách là một người đi xin hay đi nhờ. Khẳng định là họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm trong khả năng, chứ không phải là họ ngồi đó đợi một quần của cường quốc đến để giúp đỡ họ. Gong điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra luật ủng hộ dân chủ nhân quyền Hồng Kông cho thấy bản lĩnh của giới trẻ Hồng Kông, họ không khuất phục trước nhà cầm quyền, mặc dù họ phải trả một cái giá rất đắt và đã bị đàn áp. Một đó là một trong những cái lời bình luận của những người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này về cái cuộc gọi là ra mắt và kêu gọi tất cả những nhà dân chủ của những người lãnh đạo cuộc biểu tình trẻ tuổi ở tại Hồng Kông. Thông điệp của George Soros và các nhà hoạt động Hồng Kông đã khơi lên cảm hứng cho tất cả những người yêu chuộng tự do và công bằng. Theo lời nhạc sĩ Trúc Hồ, người sáng tác ca khúc Sea of the Black, cổ động phong trào biểu tình của Hồng Kông được nhiều người chia sẻ và bày tỏ sự cảm kích. Những người Việt Nam trong nước cũng theo dõi rất là kỹ phong trào biểu tình ở Hồng Kông và có ảnh hưởng tới suy nghĩ của giới trẻ và những người lớn tuổi. Và ông Trúc Hồ cũng nói, hầu như mình đi tới đâu, mình cũng thấy những người này nói về Hồng Kông, đó là thành công rồi. Kính thưa quý vị, đó là chuyện của Hồng Kông. Bây giờ chúng ta sang qua chuyện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, một trong những cái canh bạc mà có thể nói Tổng thống Donald Trump đã dồn hết tất cả các vốn liếng vào canh bạc này, mà chúng ta tạm gọi là canh bạc 28 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Cuối tháng trước thì Bộ trưởng Nông nghiệp ông Sori Perdue đang tham dự một hội chợ ở Detroit ở tiểu bang Illinois thì nhận một cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp này đang có một cái cuộc là làm việc ở tại một cái hội chợ của ở tại Illinois, tuy nhiên là ở tại Michigan, tiểu bang của Chicago, có Chicago đó à, thì nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Tổng thống Donald Trump. Biết ông Perdue ông sẽ làm gì? Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã bật cái microphone lên để cho người ta nghe tiếng nói của Tổng thống Donald Trump. Ông Perdue đã bật ra ngoài và để nó gần micro cho những người ở đó nghe lời nói của Tổng thống Donald Trump. Suốt 7 phút thì Tổng thống Mỹ đã bảo vệ cách giải quyết của ông trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc còn đang khiến nông dân Mỹ mất thị trường xuất khẩu quan trọng. Ông nhắc nhở rất nhanh chóng rằng ông đang nỗ lực xoa dịu thiệt hại. Báo chí đã nói rằng người nông dân rất buồn phiền, ở họ cũng có thể là không quá buồn được, vì tôi đã hỗ trợ họ tới 12 tỷ đô la và năm nay đã thêm 16 tỷ nữa, và tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn năm 2016. Đó là lời của Tổng thống Donald Trump cho biết. Vài năm trước, bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump có thể kéo theo hàng tràng phố tay từ những tà cử tri và chủ chốt, nhưng lần này thì đám đông không còn quá hào hứng, hỗ trợ chỉ xoa dịu như một cái canh bạc mà thôi. Hàng ngàn người có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc trong nội các của Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh phải hỗ trợ cấp các ngành nông công nghiệp của và chiến lược và nông nghiệp chiến lược của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại tung ra hàng tỷ USD để hỗ trợ dân Mỹ, những người đang ngày càng phụ thuộc vào số tiền của chính phủ Mỹ cung cấp cho họ.
Nông dân Hoa Kỳ hiện nay đang kỳ vọng được rót thêm tiền, nhưng nông dân Mỹ đang trở thành nạn nhân trong cuộc thế chiến gọi là cách chiến tranh thuế khoán giữa Mỹ và Trung Quốc, mà trên thực tế nông nghiệp là một trong những ngành hiếm hoi của Mỹ hiện nay đang bị ảnh hưởng. Năm 2017 thì Hoa Kỳ mua bao nhiêu hàng của Trung Quốc? Hoa Kỳ mua hơn 12 tỷ của đậu nành của Hoa Kỳ. Trung Quốc mua hơn 12 tỷ của Hoa Kỳ. Yeah. Và theo Bộ Nông nghiệp của Mỹ, đó là một cái nguồn tin của Bộ Nông nghiệp cho Mỹ. Tuy nhiên năm đó giảm sức mạnh và chiến tranh, cái cuộc bầu là ngày 1 tháng 9 vừa qua, cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên đã làm cái mức gọi là trao đổi thương mại này hình như rút ngắn lại, phải không thưa như vậy? Thuế nhập khẩu của Mỹ cũng vậy, và tất cả các việc đã khiến nông dân Mỹ, đây là một cái cú sốc, càng khiến tài chính Mỹ lo thêm về vấn đề một cái canh bạc mà Tổng thống Donald Trump bỏ ra tới 28 tỷ để nhằm giải thoát tất cả những nông dân của Hoa Kỳ khỏi bị kia là ảnh hưởng, khỏi cái sự ngăn chặn nhập khẩu hàng đến từ Hoa Kỳ qua vấn đề nông nghiệp. Nhưng ngày hôm qua thì tất cả các sự kiện đã được giải tỏa, vì Trung Quốc bây giờ đã có thể nói dồn tất cả nỗ lực. Thứ nhất là họ thiếu đậu nành. Thứ nhì nữa là họ không muốn làm cho Tổng thống Donald Trump tức giận và đưa lên một trong những cái gói hàng, cái sự đóng thuế vào tất cả những gói hàng to lớn mà Trung Quốc hy vọng sẽ nhập vào Hoa Kỳ trong tương lai. Bởi thế chúng ta không có thể nói là ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc đã chấp nhận và họ tới mua tới 19 triệu tấn hàng gọi là đậu nành đến từ Hoa Kỳ. Đấy là một trong những cái canh bạc lớn nhất, và chúng ta chờ xem cái canh bạc này ai là người thắng và ai là người thất bại. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.